Dạ rồi, Hoa Kiện Nguyễn Thắng mến chào cô chú anh chị ạ. À, hôm nay dạ vừa em sẽ giao lưu cho quý cô chú anh chị một số cây hoa giấy giống mới cho cô chú anh chị ha. Và bên cạnh đó thì hôm nay em sẽ có rất là nhiều cây giống mới và cây mini và những ghép những cái giống rất là đẹp và cẩm thạch nhiều màu cho cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì video clip hôm nay thì em sẽ lên là hai clip, clip 1 và clip 2. Thì hai clip nó sẽ cách nhau khoảng tầm là nửa tiếng đồng hồ. Thì cô chú anh chị mình xem để đón nhận được đón xem những cái giống mới hôm nay và em có nhiều cây để giao lưu cho cô chú anh chị ha. Rồi em không làm mất thời gian của chú anh chị, cho để em xin đi chi tiết vào mã số đầu tiên. Mã số này là em ghép với tên giống là Radiancy ha. Đây nha cô chú anh chị. Đây ha. Radiancy nha cô chú anh chị. Đó. Này ha. Cây mã số 10 mã số 1 ha. Mã số 1 hoành cổ của nó là hoành 22, cao từ mặt chậu lên là 55. Ghép với tên giống là Radiancy. Cái cây này thì em ghép rất là lâu rồi, nó già bo. Nhưng mà hiện tại nó đang lên tược mới rất là sum ha. Hiện tại nó đang lên một cái tàn rất là sum và đế của nó là đế đặc nha cô chú anh chị. Đây ha. Đế đặc nha. Đây ha. Một nôm đế luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây số 1 em xin giao lưu giá là 470.000 em bao ship nha. 470.000 em bao ship nha cô chú anh chị, ghép với tên giống là Radiancy ha. Cây mã số 1, cây này thì rất là chiều cao của phôi thì nó thấp ha cô chú anh chị nào mình có thích những cái cây mà lùng lùng như thế này thì rất là cây này rất là đẹp ha, tại vì tàn của nó rất là sum luôn. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 2. Mã số 2 trên cây này em ghép với tên giống là Robin Java. Đây ha. Cây mã số 2 Robin Java, cây này hiện tại thì cũng đang bông ha. Đây nha cô chú anh chị. Đang bông lá cẩm thạch nha. Cây phôi thì của nó là dáng thế cây mini nhưng mà đế rất là quái luôn nha. Cây số 2 hoành 14, cao là 60 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 270.000 em bao ship nha. 270.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Đây ha. Giá này là em đã bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình đến tận nhà và đồng thời em có tặng kèm phân bón hết nha cô chú anh chị. Mỗi cây đều có tặng kèm phân bón hết ha. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 3. Mã số 3 thì em xin lên một cây ghép với tên giống là Emat Bonsai. Emat Bonsai thì một cái dòng lá cẩm thạch và cánh bông của nó sẽ ra là màu hồng. Đây ha, cánh bông và cái cánh lá của nó gần gần giống nhau nha cô chú anh chị. Hiện tại thì nó đang có một cái form tàn tròn ha. Cũng đang là nhiều bông luôn nha, đang là full bông ha. Dòng này rất là dễ làm hoa. Cô chú anh chị nào mình thích chơi hoa giấy mà không có thời gian chăm sóc nhiều thì chơi những cái dòng này rất là ok nha. Cây số 3 hoành cổ là hoành 16, cao từ mặt chậu lên là 60 cm. Cây này em cũng xin giao lưu giá là 270.000 em bao ship luôn ha. 270.000 em bao ship nha. Phôi mini nhưng mà phôi bên nhà vườn em là không có lỗi nha. Phôi mini nhưng mà dáng thế cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 3, mã số 4 ha. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Đây ha. Mã số 4 trên cây này thì em ghép với tên giống là Lát Va, lá vàng cẩm thạch bông hồng gân ha. Lá vàng cẩm thạch bông hồng gân trên cây này thì tay chi nó nhiều nè, nó có tổng là 5 chi và em ghép bo đầy đủ ha. Đây ha. Cây số 4 hoành 20, cao là 50 cm. Phôi giấy Mỹ là đế rất là quái ha. Phôi mini nhưng mà đế rất là quái nha cô chú anh chị. Rồi cây này em cũng xin giao lưu giá là 280.000 em bao ship nha. 280.000 em bao ship. Mã số 4 ha. Ghép với tên giống là Lát Va, lá vàng bông hồng gân ha, lá vàng cẩm thạch bông hồng gân. Mã số 4, mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 5 ha. Mã số 5 thì em lên một cây ghép những cái giống cẩm thạch nha. Ghép những cái giống cẩm thạch ha. Cái này Singapore Lát là một ha, Singapore ha. Ghép với tên giống là Singapore bông sẽ ra màu hồng, dòng này là cực kỳ xiên bông. Bên này thì em ghép với tên giống là Đỏ Lửa cẩm thạch là 2. Bên này em ghép với tên giống là Lát Va, lá vàng cẩm thạch bông hồng gân là 3. Bên này em ghép với tên giống là Zello Mid là 4. Zello Mid là 4 và Thima Yellow là 5. Thima Yellow thì bông sẽ ra màu vàng ha. Đó. Rồi trên cây này thì mình sẽ có là 5 màu nha cô chú anh chị. Em sorry ha, cái bo bên này hình như là Zero Rainbow là bông sẽ ra là màu vàng cam. Red trong này nó có một cái bo Robin Java. Robin Java bông đỏ nữa là 6 ha. Rồi trên cây này thì mình sẽ có là 6 màu. Mình có màu đỏ nè, màu vàng cam, màu hồng gân và cái màu vàng ha. Màu trắng vàng. Cây mã số 5 hoành cổ là hoành 19, cao từ mặt chậu lên là 50 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 250.000 em bao ship nha. 250.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Dáng thế cây của nó là cũng dáng bay ha. Phôi giấy Mỹ cũng trắng sạch nha cô chú anh chị. Ghép 5 lại giống cẩm thạch mới ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 6 ha.
Mã số 6 trên cây này em ghép với tên giống là Binh Thai Quang. Đây ha, Binh Thai Quang nha cô chú anh chị. Đây nha, dòng này là cực kỳ xiên bông luôn. Trên cây thì hiện tại đang phun bông nha. Đây ha, đang phun bông lá vàng nha cô chú anh chị. Dòng này rất là dễ làm hoa luôn, rất là sai hoa. Cô chú anh chị mình cứ chơi hết đợt hoa thì mình cứ cắt tù cuôn tàn cho nó thì nó sẽ ra bông tiếp theo ha. Cây mã số 6, hoành cổ là hoành 24. Đây, hoành cổ em đo từ vị trí này nè. À, để rất là to ha. Hoành 24, cao từ mặt chậu lên hiện tại là 60 cm. Này ha. Cây này em xin giao lưu giá là 480 em bao ship nha. 480.000 em bao ship ha. 480.000 em bao ship. Mã số 6 ghép với tên giống là Binh Thai Quang. Phôi giá Mỹ là đế rất là lực nha cô chú anh chị. Dáng thế của nó là tông dáng bay ha. Đây, mặt trước mặt sau rất là quái đế luôn, không có vết lỗi ha. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 7. Mã số 7 trên cây này em ghép với tên giống là Chi Tram Online lá vàng hoa đỏ ha. Chi Tram Online lá vàng hoa đỏ nha cô chú anh chị. Đây ha. Một cái dòng lá vàng, bông sẽ ra là màu đỏ. Trên cây này thì cũng rất là già bo rồi nha cô chú. À, hiện tại thì em đang cuôn tàn và nó đang lên những cái tược mới ha. Những cây này thì em ghép cũng lâu rồi, nó già bo nha cô chú. Cây mã số 7 ha. Hoành cổ nó là hoành 24, cao từ mặt chậu lên là 60 cm. À, phôi giá Mỹ là đế rất là quái ha. Tông dáng trực mà đế rất là quái nha. Cây này em xin giao lưu giá là 480 em bao ship nha. 480.000 em bao ship ha. Đó. Đây cô chú anh chị cùng xem lại tổng thể cây dùm em. Lá rất là đẹp luôn. Dòng này ra bông màu ánh kim rất là đẹp nha. Màu đỏ rất là đẹp ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 8 ha. Mã số 8 thì trên cây này em ghép với tên giống là Mandarin ha. Mandarin nha cô chú anh chị. Đây ha. Mandarin thì một cái dòng lá xanh và bông xanh là đã đổi màu. À, đặc tính những cái giống đổi màu thì một giống nó sẽ ra được từ nhiều màu sắc bông cho mình ha. Nó sẽ ra được từ 2-3 màu sắc bông trở lên nha cô chú. Mandarin thì cô chú anh chị nào mình đã chơi những cái dòng lá xanh đổi màu thì cũng biết rồi ha. Dòng này ra bông ra hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Màu sắc của nó rất là sáng cây. Mã số 8, hoành cổ của nó là hoành 22. Đây ha, hoành cổ là từ vị trí này cao từ mặt chậu lên là 75 cm. À, phôi giá Mỹ là một cái tông phôi đế quái ha, bonsai ha. Tông dáng trực nhưng mà có một cái là từ cái phôi nó quấn rễ đi lên rất là đẹp nha. Cuốn rễ ha. Đây, cây này thì để rễ rất là cuốn luôn. Cây này nha cô chú anh chị rất là đẹp ha. Ghép với tên giống là Mandarin. Cây này em xin giao lưu giá là 450.000 em bao ship nha. 450.000 em bao ship. Mã số 8 ha, ghép với tên giống là Mandarin ha. Cây này thì đây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Đây cô chú anh chị cùng xem là tổng cây giúp em ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 9. Mã số 9 em lên một cây ghép với tên giống là lá vàng bông hồng gân. Đây ha, cây mã số 9. Lá vàng bông hồng gân. Đây cây này thì phôi giá Mỹ rất là đẹp ha. Đế trắng sạch nha cô chú anh chị, không có vết lỗi ha. Dòng này thì phun lá vàng và bông sẽ ra hồng gân. Dòng này cũng cực kỳ xiên bông ha. Dáng thế cây cũng rất là đẹp luôn. Cây mã số 9, hoành 18, cao 50 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 270.000 em bao ship ha. 270.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Đây ha. Đây là tổng cây cô chú anh chị cùng xem lại giúp em ạ. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 10. Mã số 10 thì em cũng lên một cây ghép với tên giống là Red Bin Java. Đây ha, Red Bin Java. Ra bông màu đỏ và lá cẩm thạch. Nó sẽ còn đột biến về cái lá vàng như thế này nữa nha cô chú anh chị. Còn đột biến về cái lá vàng như thế này nữa ha. Đó. Trên cây thì hiện tại đang cho bông ha. Tại vì cây này thì em ghép cũng rất là lâu, nó già bo. Cây số 10, hoành cổ của nó là hoành 22. Hoành cổ em đo từ vị trí này hoành 22, cao là 40 cm. 40 cm là em đo từ mặt chậu lên đến tàn này là 40 cm ha. Cây này là một cái cây mini nha. Nhưng mà dáng thế cây ra bonsai ha. Phôi của nó rất là quái lạ luôn. Ít có những cái cây giống như này lắm nha cô chú anh chị. Rất là dễ thương ha. Cây nó lùm lùm nhỏ như thế này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mình trưng và mình lên một cái chậu nhỏ nhỏ, nó nhìn rất là nhìn rất là đẹp ha. Ra dáng thế cây rất là đẹp nha. Cây số 10 em xin giao lưu giá là 330.000 em bao ship ha. Đây. Đây cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Dáng thế cây cây này rất là đẹp luôn ha. Rồi em xin đi chi tiết của cây mã số 11. Mã số 11 thì em lên một cây ghép với tên giống là Golden Round. Golden Round thì cái giống này thì rất là xiên hoa.
Đầu like em có, đầu video clip thì em có quay hình bông cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó là hoa nở tại vườn và trên cây này cũng rất là già bo và hiện tại nó đang cho búp bông nha. Đây ha, nó đang cho búp bông ha. Còn những cái tược già này thì em đang cuôn và nó đang ra những cái chồi mới ha. Đó. Dòng này rất là xiên bông nha cô chú, ra được nhiều màu sắc bông ha. Cây số 11, hoành cổ của nó là hoành 25, cao từ mặt chậu lên là 65 ha. Đây, phôi giấy Mỹ cũng rất là khéo đế nha cô chú anh chị. Đây ha, trên cây này thì tay chi nó cũng rất là đều luôn. Cây này em xin giao lưu giá là 300.000 em bao ship nha, 300.000 em bao ship ha. Đây ha, cây mã số 11 ghép với tên giống Golden Round ha. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 12. Mã số 12 em ghép, em lên một cây ghép với tên giống là Binh Thai Quang luôn ha. Binh Thai Quang nha cô chú anh chị. Mã số 12 đó. Hoành cổ của nó là hoành 20, cao là 50 cm. Phôi giấy Mỹ là một cái tông phôi dáng bài ha. Đây, từ cái phôi giấy Mỹ ha, bộ đế giấy Mỹ nó trắng sạch và đi lên, nó uống ra, nó bay ra những cái chi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giống này thì là cực kỳ xiên bông ha. Đó, mặt sau của nó có cái phần lũa ha, trên cái phần lũa trên cái thân cây nha, kiểu như cái lõi của nó, cái lõi hôm giấy Mỹ của nó khi mình trồng xuống nha. Cây số 12 em xin giao lưu giá là 300.000 em bao ship luôn ha, 300.000 em bao ship ghép với tên giống là Binh Thai Quang nha cô chú anh chị. Đây ha. Rồi em xin đi chi tiết cây mã số 13. Đây ha, mã số 13 em lên một cây ghép với tên giống là Chi Trăm Online lá vàng hoa đỏ luôn ha. Đây ha, mã số 13. Trên cây này thì em ghép rất là lâu rồi, nó già bo và hiện tại cái tàn của nó rất là già ha. Khi cái dòng này rất là full lá vàng luôn nha cô chú anh chị. Và khi về già nó chỉ hơi là chuyển xanh nhẹ theo cái mức giống của nó thôi ha. Tại vì ở dưới này nó hơi khuất nắng một tí xíu ha. Cái giống này thì cô chú anh chị mình nên trưng bày ở ngoài nắng nha, trực tiếp trưng bày ở ngoài nắng thì cây rất là đẹp luôn ha. Lên cây cho mình lá rất là đẹp. Cây mã số 13, hoành cổ của nó là hoành 20, cao từ mặt chậu lên là 70 cm. Trên cây nó có vết lũa ha. Ở đây là cái cọng rễ của nó có vết lũa và nó kéo những cái viền thẹo này lại rồi thì nó hơi mất thẩm mỹ chỗ này chút xíu. Và trên cái thân cũng vậy ha, trên cái thân nó cũng vậy nha cô chú anh chị. Cây này thì thích hợp cho cô chú anh chị mình về lấy bo. Cây này em xin giao lưu giá rẻ thôi ha. Cây này phôi là rất là đẹp nha. Nó chỉ bị hai vết lũa là mất thẩm mỹ của cây, là chỗ này là một và trên cái thân là hai, nhưng mà em đảm bảo cho cô chú anh chị là cây vẫn sống khỏe phát triển bình thường, tại vì cây nó đang liền thẹo lại hết rồi ha. Đó, và cây này rất là già cây nhưng mà bộ phôi giấy Mỹ rất là đẹp nha. Cây này em xin giao lưu giá là 380.000 em bao ship ha, 380.000 em bao ship nha, 380.000. Cây này em đã bao phí vận chuyển đến tận nhà cho cô chú nha, và có tặng kèm phân bón luôn ha. Đây ha, nếu như cây này không bị lũa thì em sẽ bán với mức giá là từ 450 đến 500, nhưng mà cây này nó hơi lũa nên thành ra là em sẽ giao lưu giá này cho cô chú anh chị nào mình về lấy bo ha. Cây này tàn bo của nó cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 14 ha. Đây, mã số 14. Trên cây này em ghép những cái cây, những cái giống cẩm thạch nhiều màu nè. Đó, mã số 14 ha, cẩm thạch nhiều màu. Cây này thì em giống này em ghép với tên giống là Singapore bông hồng là 1. Bông này là, bo này em ghép với tên giống Zalomit là 2, bông vàng đỏ ha. Bo này em ghép với tên giống là Hồng Gân ha, lát va lá vàng cẩm thạch bông Hồng Gân là 3. Và bo này em ghép với tên giống là Kim Cương Tím là 4. Kim Cương Tím là 4. Và bên này mình sẽ có là cam lửa cẩm thạch là 5. Cam lửa cẩm thạch bông sẽ ra màu cam ha, là 5. Rồi trên cây này thì mình sẽ có là 5 loại giống nha, 5 loại giống cẩm thạch ha. Cây mã số 14 nha. Đó. Hoành cổ của nó là hoành 28, cao từ mặt chậu lên là 65 cm. Đây ha cô chú anh chị. Đây nha. Phôi giấy Mỹ thì dáng thế phôi bonsai ha. Đế rất là lực luôn ha. Đây cô chú anh chị xem ha, đế rất là lực ha. Dáng thế phôi bonsai, cây rất là đẹp luôn. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 500.000 em bao ship nha, 500.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Ghép được là 5 loại giống ở trên này ha. Mình có màu tím, màu hồng, màu hồng gân, màu vàng và màu cam ha. Có màu đỏ nhưng mà cái màu đỏ của nó xem rất là ít nha. Dạ rồi, video clip hôm nay thì em có giao lưu tổng là 14 cây. Video clip 1 thì em có giao lưu tổng là 14 cây gồm 14 mã số ha. Cô chú anh chị mình xem và ưng ý những cái mã số nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại giúp em để được đặt hàng.
Video clip 1 thì nó sẽ có là 14 mã số và video clip 2 thì sẽ có là 16 mã số. Và em cũng sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 16 nên cô chú anh chị mình vui lòng nói đúng mã số cây mình chọn và cái clip 1, clip 2 để cho em chốt đơn cho cô chú anh chị mình sẽ không có bị nhầm lẫn ha. Dạ rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video clip mới ạ.